Xin chào anh em, trong thời gian qua, thông tin về việc mẫu SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny được phân phối chính hãng tại Việt Nam đã liên tục thu hút sự chú ý của người tiêu dùng trong nước. Đến nay, đại lý đã bắt đầu hé lộ giá bán và thời điểm giao xe của Suzuki Jimny ở Việt Nam. Theo đó, mẫu SUV được mệnh danh tiểu Mercedes-Benz G-Class này sẽ có hai phiên bản một màu và hai màu. Phiên bản một màu sẽ có giá 789 triệu đồng, trong khi con số tương ứng của bản hai màu là 799 triệu đồng. Như vậy, Suzuki Jimny sẽ có giá dưới 800 triệu đồng như hứa hẹn ban đầu của các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý. Suzuki Jimny tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản với số lượng giới hạn. Thời gian giao xe rơi vào khoảng tháng 11 năm nay. Hiện các đại lý đã nhận cọc dành cho mẫu SUV bé hạt tiêu này. Cách đây không lâu, Suzuki Jimny được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu. Qua giấy chứng nhận này, có thể thấy xe ở Việt Nam thuộc phiên bản 3 cửa thay vì 5 cửa như nhiều người mong chờ. Điều này không có gì bất ngờ vì Suzuki Jimny 5 cửa hiện mới chỉ được sản xuất và bán ở thị trường Ấn Độ. Suzuki Jimny sắp bán ở Việt Nam sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 3645 x 1645 x 1720 mm và chiều dài cơ sở 2250 mm. Hiện chưa có thông tin về trang bị của Suzuki Jimny ở Việt Nam. Theo như dự đoán của chúng tôi, xe tại Việt Nam sẽ có trang bị tương tự Suzuki Jimny ở những thị trường Đông Nam Á khác như đèn pha LED tự động bật tắt, đèn sương mù, đèn hậu LED, vành hợp kim 15 inch, lốp 195-80R15 và lốp dự phòng nằm giữa cửa cốp. Bên trong xe là không gian nội thất có 4 chỗ ngồi, xe có ghế bọc nỉ, vô lăng tích hợp phím chức năng, màn hình đa thông tin trong bản đồng hồ, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa tự động một vùng, hệ thống AM FM Radio MP3 WMA, khe thẻ nhớ SD, kết nối Bluetooth, cổng USB và hai loa. Trong khi đó, động cơ của xe là máy xăng mã K15B với 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 75 kW, khoảng 400 mã lực tại tua máy 6.000 vòng một phút. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Bên cạnh đó là những trang bị an toàn khá cơ bản như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử EBD, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc và hai túi khí trước. Nhìn chung, Suzuki Jimny không sở hữu những trang bị tiện nghi, an toàn hay động cơ nổi bật. Bù lại, mẫu xe này được trang bị khung gầm rời nên là SUV đúng nghĩa. Ngoài ra, Suzuki Jimny còn có hệ thống treo trước sau dùng lò xo trụ, góc tiếp cận 37 độ, góc vượt đỉnh dốc 28 độ và góc thoát 49 độ. Những thông số này cộng với hệ dẫn động 4 bánh All-Grip 4WD, chế độ cầu nhanh và cầu chậm giúp đảm bảo khả năng off-road của xe. Xét về tổng quan, chiếc xe Suzuki Jimny là một chiếc SUV nhỏ gọn, thời trang, phù hợp với các khách hàng yêu thích off-road mà không quá đòi hỏi cao về hiệu suất, an toàn, thì đây là mẫu xe phù hợp. Suzuki Jimny sẽ là lựa chọn cho những người thực sự đam mê và thích một chiếc xe mới độc, lạ. Còn bạn thì sao? Bạn thấy mẫu xe này thế nào? Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, chia sẻ video và nhấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều clip hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!